Thanh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, khi chưa có chồng thì sự thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của đàn ông là điều có thể chấp nhận được đối với phụ nữ. Nhưng trong trường hợp đã có chồng rồi mà phụ nữ vẫn cảm thấy trống rỗng, thiếu thốn thì đó là lỗi của đàn ông. Có bao nhiêu phụ nữ trong cuộc sống hiện đại ngày nay đang cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình? Khánh Ngọc nghĩ rằng là cái con số không hề nhỏ. Và khi một người phụ nữ đã có chồng mà lại chịu cảnh thiếu thốn, cô đơn thì đó là một cái điều khá tệ hại. Đàn ông tất nhiên là không nhìn ra điều đó, bởi vì đàn ông họ chủ động hơn nhiều. Đàn ông không chấp nhận được sự thiếu thốn. Còn phụ nữ thì hầu hết là chấp nhận sự thật đó. Một số ít không chấp nhận được thì họ giống như con chim sổ lồng bay ra vậy. Trong video này, Khánh Ngọc chia sẻ với quý vị về những biểu hiện ở một người phụ nữ có chồng mà thiếu thốn tình cảm thì sẽ ra sao quý vị nhé. Thứ nhất, phụ nữ có chồng thiếu tình thì thường trống rỗng cảm xúc. Trong xã hội ngày nay, mặc dù địa vị của người phụ nữ không ngừng được nâng cao, nhưng vẫn có một số phụ nữ đã có gia đình cảm thấy vô cùng trống trải và cô đơn khi mà phải đối mặt với hôn nhân. Đó chính là cái gọi là thiếu tình cảm, thiếu thốn sự quan tâm. Người phụ nữ có gia đình mà thiếu vắng tình yêu sẽ thể hiện sự trống rỗng về tinh thần. Họ cảm thấy lòng mình đầy trống trải, cô đơn, thiếu người để tâm sự, nên thường nghi ngờ, trách móc bản thân, cảm thấy mình vô dụng, mất niềm tin vào cuộc sống. Một người phụ nữ đã có gia đình nhưng thiếu tình yêu sẽ bộc lộ nhu cầu tình cảm. Họ khao khát một người sẽ lắng nghe họ, hỗ trợ họ và khiến họ cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Nhưng họ không thể tìm thấy người đó. Vì vậy, họ thường cảm thấy cô đơn, đau khổ và bất lực. Phụ nữ có chồng thiếu tình cảm sẽ bộc lộ những cảm xúc bị kìm nén. Do trống rỗng tình cảm lâu ngày nên họ có xu hướng kìm nén cảm xúc, không dám bộc lộ, nên tình cảm thường ở trạng thái cạn kiệt, lòng đầy lo lắng, phiền muộn mà không thể nguôi ngoai. Người phụ nữ có gia đình nếu thiếu tình cảm sẽ tỏ ra bất mãn. Do sự trống rỗng về tình cảm lâu ngày, họ sẽ có những cái yêu cầu ngày càng cao đối với gia đình, thậm chí là có những cái kỳ vọng vô lý vào cái việc học hành của con cái, nên cái tình trạng này thường mang đến những cái hậu quả nghiêm trọng. Đó là xung đột, là mâu thuẫn gia đình. Sự trống rỗng cảm xúc của phụ nữ sẽ rất nguy hiểm nếu như họ được bù đắp vào đó, nhưng người bù đắp không phải là chồng mình mà là một người đàn ông khác. Phụ nữ sa ngã từ đây mà ra. Biểu hiện thứ hai của phụ nữ có chồng thiếu tình cảm là dễ đánh mất chính mình. Một số phụ nữ cảm thấy vô cùng cô đơn và bất lực trong cuộc sống hôn nhân vì nhiều lý do khác nhau. Họ thiếu cảm giác được quan tâm, yêu mến, dẫn đến là đánh mất bản thân mình. Họ thường tự trách mình là đã chọn một cuộc hôn nhân sai lầm. Một số ít phụ nữ quyết tâm làm lại, nhưng một số phụ nữ thì lại cam chịu số phận. Những người phụ nữ có chồng nhưng không có tình yêu này thiếu tâm lý cần được thấu hiểu và lắng nghe trong cuộc sống. Và họ cô đơn về mặt tinh thần. Họ có thể trở nên kín tiếng và không giao tiếp với người khác. Hoặc là họ có thể chọn cách điên cuồng tìm kiếm sự hiện diện của người khác. Đây là hai biểu hiện khác nhau của phụ nữ trong cùng một hoàn cảnh. Qua khảo sát tâm lý thì người ta thấy rằng hai biểu hiện này phụ thuộc vào việc họ là người hướng nội hay là hướng ngoại. Người hướng nội có khả năng cam chịu nhiều hơn. Vì thiếu vắng tình cảm, trái tim phụ nữ trở nên mong manh và nhạy cảm hơn, thậm chí có thể bùng nổ vì những chuyện vặt vãnh. Những người phụ nữ có chồng nhưng lại thiếu thốn tình cảm
thường tìm kiếm sự an ủi nào đó từ thế giới bên ngoài để mà bù đắp cho cái sự trống trải về tinh thần. Sự an ủi này thì thường đến từ những cách giảm bớt sự cô đơn ảo, đúng không ạ? Hay là vật chất, như là lên mạng xã hội hay là đi mua sắm. Những phương pháp này thì mặc dù có thể tạm thời là thỏa mãn họ, nhưng về lâu dài, loại thỏa mãn này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Họ chỉ có thể càng ngày càng lạc lõng, càng thêm gánh nặng trong lòng. Sự thiếu thốn tình cảm của phụ nữ sớm muộn cũng khiến họ gặp trục trặc trong hôn nhân và tình cảm. Chẳng hạn như chồng không thấu hiểu, thờ ơ, lừa dối. Những cái vấn đề này đã khiến họ đau đớn, bất lực và lo lắng. Biểu hiện là sự bất ổn về tình cảm, hôn nhân đổ vỡ. Trong trường hợp này, nhiều người lựa chọn cách ly hôn và nhiều người thì lựa chọn cách là ngoại tình. Quý vị nên nhớ rằng nói đến thiếu thốn tình cảm là cả về mặt cảm xúc, tâm lý và quan trọng nhất nó là tình dục. Việc ngoại tình sẽ khiến phụ nữ đẩy được một cái khoảng trống không hề nhỏ. Thứ ba, phụ nữ có chồng nhưng thiếu tình cảm thường rơi vào trạng thái trầm cảm mà không biết. Những người phụ nữ mà đã có gia đình nhưng lại không có được tình cảm của đàn ông thường tỏ ra là lầm lì và không giao tiếp với người khác. Nỗi cô đơn trong nội tâm khiến họ ngại chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm của mình với người khác. Họ thà chịu đựng một mình còn hơn là để người khác biết nỗi đau của mình. Họ đã quen với cái việc là che giấu cảm xúc của mình. Điều này khiến họ trở thành bi kịch tâm lý, rất dễ khiến họ rơi vào cái trạng thái đó là trầm cảm. Đặc biệt là người phụ nữ đã không được chồng quan tâm, chăm sóc mà lại còn bị bạo lực, đối xử bất công thì tâm lý nó càng tệ hại. Họ thường tỏ ra là không ổn định về mặt cảm xúc, thường mất bình tĩnh. Điều này là do họ không nhận được sự chăm sóc và động viên xứng đáng và họ có vấn đề về tâm lý. Bên cạnh đó thì hầu hết phụ nữ cô đơn trong ngôi nhà của mình thường không chắc chắn về tương lai. Họ lo lắng rằng họ sẽ không có đủ khả năng để mà đương đầu với những thách thức mới. Cảm giác không chắc chắn này khiến họ mất tự tin và dũng khí trong cuộc sống. Ví dụ một số phụ nữ có ý định ly hôn nhưng không thể thực hiện được bởi vì là họ sợ rằng sau ly hôn thì họ không đủ khả năng để mà tồn tại, để mà nuôi dưỡng con cái. Điều đó cũng cho thấy là họ bị phụ thuộc vào hôn nhân, phụ thuộc vào người đàn ông quá nhiều. Thông thường, những người phụ nữ thiếu thốn về mặt tình cảm trong hôn nhân thường gắn liền với những khao khát thể xác mà không được đáp ứng. Hoặc có thể được đáp ứng nhưng lại không thỏa mãn với những mong muốn của họ. Thiếu tình cảm cũng có thể là sự thiếu chia sẻ, thấu hiểu, quan tâm, động viên của người chồng. Nhưng tất cả những cái này đều có thể khiến phụ nữ đánh mất mình trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, đàn ông nên trân trọng sự tồn tại của những người xung quanh và mang đến cho họ sự ấm áp và tình yêu thương, đặc biệt là những người phụ nữ trong gia đình. Bởi Khánh Ngọc tin rằng là có rất nhiều phụ nữ đang cô đơn, lạc lõng trong cuộc hôn nhân của mình. Tất nhiên, phụ nữ cũng cần học cách tự trưởng thành và độc lập và cố gắng là không dựa dẫm vào người khác để tạo ra sự hài lòng bên trong. Tóm lại, cuộc sống cần sự yêu thương, quan tâm, nhưng cũng cần phải biết tự lập, tự chủ để có một cuộc sống hạnh phúc thực sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi buổi chia sẻ của Khánh Ngọc ngày hôm nay. Xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.